Hello các bạn, Amy xin mến chào các bạn trở lại kênh của Amy Quỳnh. Hôm nay là giả bông tuyết thế nào các bạn ơi. Do mùa Noel rồi là giả bông tuyết nha. Trước tiên Amy gạch cái lằn chuẩn trước, sau đó là Amy sẽ gạch những cái đường đây. Cách của Amy thì đa số móng ngắn nhiều chứ không có móng dài nha các bạn. Những cái mẫu của em thì chia sẻ rất là thông dụng cho những cô khách móng ngắn nè. Xanh ra nó tương đối đều đều một chút các bạn. Rồi đây là em đã xăm ha. Bây giờ em kéo cái đầu này vô, chấm đây kéo vô cho cái đầu nó đều luôn. Đây cũng vậy. Này, mình chấm ở ngoài mình kéo vô nha. Như vậy là mình được một cái hoa tuyết nó tương đối đều này các bạn. Các bạn đợi em một tí nha. Bây giờ em sẽ dùng cái cây chấm. Em chấm lên những cái hạt đây nè. Rồi bây giờ mình chấm cái ngay giữa nè. Đó, rồi bên trong này mình chấm mỗi một lần một cái nha. Tại hoa tuyết mình có nhiều cách vẽ lắm các bạn. Rồi, tại mình đã xong cái hoa tuyết rồi đó. Bây giờ mình sẽ chấm những cái tuyết nó rơi rơi nằm ở ngoài. Bây giờ còn một ít diện tích trống nè. Rồi vậy là mì đã xong một cái hoa tuyết. Rồi bây giờ mì cho hơi nha. Pretty. Thank you. Rồi bây giờ qua đây mình sẽ vẽ một cái hoa tuyết nữa. Đó, trước tiên là mình sẽ vẽ cái trục tuyết nha. Hôm nay vẽ như chữ S nè. Đó. Rồi mì vẽ trên xuống lần nữa, kéo thẳng xuống. Rồi trục hình cho mình kéo giữa ngang qua nó. Rồi bắt đầu mình mới đi những cái cánh nhỏ nha. Bắt đầu mình lấy nước sơn từ ngoài này mình kéo vô nó, mình chỉnh cho cái lần này nó đều lại, cái độ to nó bằng nhau luôn. Rồi ngay giữa nha bạn. Rồi sau đó là mình sẽ lấy nước sơn ha, chấm một chấm ngay giữa đây. Rồi sau đó chấm dưới cái cành này, đi qua mỗi một nhánh là mình chấm một chấm. Rồi bây giờ còn cái khoảng trống ở ngoài thì mình chấm những cái snow nhỏ nhỏ đây. Rồi vậy là mình đã xong đây một cái hoa tuyết nữa các bạn. Thank you. Very pretty, Amy. Thank you. Đơn giản như vậy là Amy đã có được hai cái hoa tuyết cho cô khách này ngày hôm nay rồi. Thường thì cái mùa Noel á, nhiều cô khách vẽ hoa tuyết nhiều hơn các bạn. Rồi bây giờ Amy sẽ bỏ hai ngón này cho các bạn coi. Đây, hai cái hoa tuyết này mình canh như vậy mình vẽ cái hoa tuyết nó đều lắm, tương đối nó đều nha. Rồi bây giờ Amy xin kết thúc cái video này tại đây nha. Chào các bạn.